Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà Thánh hiến họ, lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Đó là lời Chúa. Chúng ta đang nghe cái lời cầu nguyện dài nhất mà Tin mừng Gioan ghi lại, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước khi chịu chết. Ở đây hôm nay chúng ta nghe cái phần ở giữa cái lời cầu nguyện đó, có hai điểm tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Điểm thứ nhất, Chúa Giêsu cầu nguyện xin Cha gìn giữ những người mà Cha đã giao cho con. Phần con đã bảo vệ họ và không để mất một ai, trừ đứa con hư hỏng. Điều này, thưa anh chị em, Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho các tông đồ lúc đó, mà còn cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta, lẫn là những người sẽ tin vào Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta có mặt trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Chúng ta là ai? Thưa, là những người được Thiên Chúa Cha tuyển chọn từ muôn đời rồi trao ban cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhận lãnh chúng ta như là quà tặng quý giá của Chúa Cha ban cho người. Và vì thế, người giữ gìn. Khi mà người khuất mắt rồi đó, thì đấng bảo trợ khác, hiện tại thì là Chúa Giêsu đấng bảo trợ. Đấng bảo trợ khác đến để tiếp tục gìn giữ chúng ta. Cho nên hiện tại, thưa anh chị em, đối với chúng ta, Chúa Thánh Thần đấng bảo trợ gìn giữ chúng ta để không mất một ai trong chúng ta, những người đã được Chúa Cha tuyển chọn và được Chúa Giêsu cứu chuộc. Hãy suy đi nghĩ lại những chuyện này, thưa anh chị em, để cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn lao, niềm vui trọn vẹn mà Chúa Giêsu bảo rằng chúng ta sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn ngay từ bây giờ chứ không phải sau này. Vào cái thời Trung Cổ đó, thì đạo chúng ta đã bê bối quá, giáo sĩ thì chạy theo thế quyền và giàu có, rồi giáo dân thì cũng vậy, lạc xa tất cả. Lúc đó người ta muốn lôi kéo giáo dân về thì đưa ra những cái hình phạt hỏa ngục này kia, chết dữ tợn các cái,
để đe dọa, rồi bày ra những cái chuyện xin ơn chết lành. Tôi nói là bày ra những chuyện đó. Tại sao phải xin ơn chết lành? Mình có Chúa Giêsu bảo đảm rồi, tại sao còn xin cái gì nữa? Mình không tin vào quyền năng của Chúa phục sinh, không tin vào Chúa Thánh Thần đứng bảo trợ chúng ta và không để mất một người nào trong chúng ta, những người đã được Chúa Cha tuyển chọn. Vì chúng ta không đọc Kinh Thánh, không trở lại với Kinh Thánh, lời Chúa nói rất rõ, không phải ở chỗ này, ở chỗ khác. Ở chương 6 tin mừng Gioan, Chúa cũng nói đi nói lại, những người Cha giao cho con sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Phải dựa vào lời Chúa để sống cái cuộc sống Kitô hữu này cho đúng ý Chúa, đẹp lòng Chúa, như Chúa muốn. Đừng có theo những cái chuyện này chuyện khác, kinh này kinh kia, không có đạt đâu thưa anh chị em. Tất cả những cái đó nó nhằm đe dọa chúng ta. Chúng ta sợ hãi, sợ mất linh hồn, sợ cái này, sợ cái kia thôi. Không, chúng ta được bảo đảm rồi. Ở đời này nó có gọi là bảo hiểm nhân thọ. Nhân thọ đó, bảo hiểm đó chỉ bị hiểm khi còn sống thôi, chết là hết. Nhưng mà Chúa Giêsu đứng ra bảo đảm cho chúng ta cả đời này lẫn đời sau, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa Cha đã ban chúng ta, chọn chúng ta, yêu quý chúng ta, trao ban cho Chúa Giêsu, rồi Chúa Giêsu giờ ban trao chúng ta cho Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần luôn luôn ở với chúng ta, bảo vệ chúng ta cho tới khi chúng ta đưa chúng ta về với Thiên Chúa ba ngôi. Hãy suy nghĩ đi lại chuyện đó để cảm thấy một niềm vui dâng tràn, một niềm hạnh phúc vô biên, không gì có thể lấy được, bất kể chuyện gì không quan trọng nữa. Chúng ta không thấy được chuyện đó, vì không thấy, không nhận ra được chuyện đó, cho nên chúng ta hết cầu xin chuyện này chuyện khác, ơn này ơn kia. Thưa anh chị em, bớt đi. Cái điều quan trọng nhất khi chúng ta cầu nguyện là gì? Là tạ ơn Thiên Chúa, tạ nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu mà tạ ơn Cha đã thương yêu chọn chúng ta, đã trao cho Chúa Giêsu và được Thánh Thần bảo lãnh cho tới khi chúng ta về với Cha trên trời. Cho nên làm việc gì đi đâu cũng tạ ơn. Chúng ta đã từng nghe Thánh Phaolô nói trong thứ nhất Thessalonica, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta luôn luôn tạ ơn Cha thì có thế thôi. Tạ ơn Cha vì chúng ta được yêu quý, được chọn lựa, được bảo vệ rồi, được bảo đảm hoàn toàn ơn cứu độ rồi. Không có gì khác nữa. Cho nên tôi trở lại, việc thứ nhất, chúng ta chỉ lo có một chuyện cần thiết mà thôi, là nên một với Chúa Giêsu Kitô, sống trong Chúa Giêsu Kitô, như Chúa Giêsu Kitô sống cho chúng ta mọi nơi mọi lúc. Điều đó Chúa Thánh Thần sẽ làm hết. Nếu chúng ta muốn, chúng ta sẵn sàng, Chúa Thần làm hết, để làm cho chúng ta luôn luôn ở trong Chúa Giêsu Kitô. Mà ở trong Chúa Giêsu Kitô thì có gì bảo đảm hơn nữa? Không cần kinh này kinh kia, không cần việc này việc khác, không phải việc đi lễ rước lễ đọc kinh bảo đảm chúng ta đâu, không có chuyện đó. Kinh Thánh không có chỗ nào nói chuyện đó hết, nhưng Chúa Giêsu là bảo đảm chúng ta. Chúng ta đi lễ rước để đọc kinh để được Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn nữa. Anh em vui lòng cứ nghe đi nghe lại đi chuyện này đi, để
đến lượt mình được Thánh Thần soi sáng và xác định cái điều chúng ta lo lắng quá nhiều chuyện, băn khoăn lo lắng nhiều chuyện. Chúa nói với con mắt ta hôm nay, Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta: anh chị em lo lắng băn khoăn nhiều chuyện quá, không cần thiết. Chỉ có một chuyện cần thiết thôi. Là gì? Là sống với Chúa Giêsu Kitô và cùng với Chúa Giêsu không ngừng nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Sau này lên thiên đàng chúng ta cũng chỉ có cái tạ ơn đó thôi, yêu mến và tạ ơn thôi, chứ không có cầu xin cái gì nữa. Mà ai quen cứ xin này xin kia đó thì không quen, lúc chết rồi cũng chưa quen để vào thiên đàng đâu. Còn phải ở thanh luyện một thời gian để biết tạ ơn Chúa, yêu mến Chúa. Khi mình xin như vậy đó, dường như mình coi rằng Chúa chưa có ban hết mọi sự, Chúa chưa có lo cho mình đầy đủ, nên mình phải xin. Anh em nghĩ xem tôi nói có đúng không? Chứ là Chúa chưa lo cho tôi đầy đủ các cái, cho nên tôi phải xin ơn này ơn kia. Tất nhiên có người sẽ bảo rằng trong tin mừng Chúa bảo cứ xin thì được. Đúng. Nhưng mà được cái gì thưa anh chị em? Được cái gì? Anh em để ý cái mạch văn đó. Đừng cứ nói chỉ là cứ xin là được không. Cứ xin là được, nhưng mà được cái gì? Chúa Giêsu nói rõ trong tin mừng Luca. Nếu anh em là những người xấu còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha anh em trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Luôn luôn là được Thánh Thần. Đó là cái điều quan trọng nhất. Đấy, xin, cầu xin thì được, đấy là được Thánh Thần. Còn chúng ta thì không nhầm Thánh Thần. Chúng ta nhầm những chuyện này, chuyện khác ở đời này, lẻ tẻ, không có đáng kể. Anh chăm để ý đó, cái chuyện đó. Và mình một khi đã được cảm thấy đọc tin mừng đi, bảo đảm rồi đó, thì mình thấy bớt những cái chuyện lo toan khác, chỉ lo một điều cần thiết nhất, chọn phần tốt nhất là Chúa Giêsu trong mọi nơi, mọi lúc, chỉ có thế thôi, không có gì khác nữa. Điểm thứ hai trong bài tin mừng: xin lấy lời Cha mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật, xin lấy sự thật mà thánh hiến họ. Rồi Chúa Giêsu nói: vì họ con tự hiến mình cho mình con, để họ cũng được thánh hiến trong sự thật. Sự thật đây là lời Chúa. Thánh hiến là cái gì thưa anh chị em? Thánh hiến là dành riêng cho Thiên Chúa, cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Cái đó gọi là thánh hiến. Ngày nay đó thì người ta hay nói các tu sĩ là những người sống đời thánh hiến. Nhưng mà không chỉ có tu sĩ, chúng ta lầm chuyện đó, mà đôi khi các tu sĩ cũng lầm nữa, tưởng chỉ có mình mới là những người thánh hiến. Tất cả mọi người chúng ta đã chịu thánh tẩy là đều được thánh hiến cho Thiên Chúa, cho Chúa Kitô rồi. Bí tích thánh tẩy là dành riêng mỗi người chúng ta cho Chúa Kitô, để cùng với Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa ba ngôi. Chúng ta được thánh hiến rồi, nhưng mà chúng ta tự ý ra khỏi cái chuyện dành riêng Chúa, lại sống cho mình, cho thế gian, cho mọi sự. Cho nên bây giờ Chúa bảo tiếp rằng lấy sự thật của lời Chúa mà thánh hiến họ. Vì thế thưa anh chị em, nghe lời Chúa, đọc lời Chúa với đức tin thì mỗi lần như vậy chúng ta được thánh hiến cho Thiên Chúa cùng với Chúa Kitô. Mỗi lần anh chị em nghe, mỗi lần nghe đọc lời Chúa là mỗi lần được thánh hiến cho Chúa Kitô. Chúa Giêsu, Chúa Kitô đã cầu nguyện như vậy mà. Bây giờ anh em thấy nữa, tôi nói rất nhiều về lời Chúa rồi, lại thấy ở cái điểm này, lời Chúa quá tuyệt vời. Lời Chúa quá tuyệt vời. Thánh thể anh em mỗi ngày đến đây đi lễ có một lần thôi. Nhưng mà lời Chúa ở với chúng ta,
trong Kinh Thánh ở với chúng ta đó, luôn luôn sẵn sàng để thánh hiến chúng ta cho Thiên Chúa, dành để cho chúng ta ngay từ bây giờ và sau này. Nhưng còn chúng ta lo chuyện đâu đâu, cho nên đọc đủ mọi thứ, sách vở, sách đạo, nhưng mà Kinh Thánh vẫn là trên hết, trên hết mọi thứ sách vở. Mỗi lần tôi nói lại, mỗi lần đọc nghe lời Chúa là một lần chúng ta được thánh hiến cho, nghĩa là thuộc về Thiên Chúa hơn nữa cùng với Chúa Kitô. Ai không tin thì thử đi, thử một thời gian đi, đọc lời Chúa hằng ngày, đọc lời Chúa hằng ngày sẽ thấy cái chuyện đó. Và như vậy làm sao chúng ta không còn lo gì nữa, chúng ta cứ mỗi một ngày chúng ta thuộc về Chúa Kitô nhiều hơn nữa, và cùng với Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa Cha. Đó là tóm gọn những lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu, lời cầu nguyện quá tuyệt vời mà trong đó có mỗi người chúng ta. Chúng đừng sợ gì hết nữa, đừng lo gì hết nữa, vì Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho mỗi người chúng ta rồi, bảo đảm rồi, lo cái gì nữa, chỉ lo hết mình cùng với nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu mà không ngừng tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, rồi nhờ lời Chúa mà chúng ta đọc hằng ngày đó, cứ mỗi ngày chúng ta lại gắn bó hơn với Chúa Kitô để thuộc về Thiên Chúa. Thưa anh chị em, tất cả cái ý nghĩa của cái lời nguyện ngày hôm nay chúng ta nghe nó ở chỗ đó. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và thúc đẩy mỗi người chúng ta biết nhận ra cái phúc lớn lao của chúng ta đang có, đừng có tìm đi đâu hết chỗ nào, hướng về đâu cả, ngay trong chính bản thân của mình, để sống cái mỗi phúc đó. Mỗi phúc đó là chính Chúa Kitô phục sinh đang ở trong mình.